Bạn có thể đàm phán bất cứ điều gì. Khi mua tủ lạnh, người ta mặc định rằng nhu cầu của bạn là mua một máy lạnh thông thường. Nhưng tiêu chuẩn của bạn lại khác. Ví dụ, con của bạn bị viêm họng, bạn muốn bỏ đi ngăn đá tủ lạnh được không? Nhà tôi thuận tay phải, thì đổi cửa tủ lạnh sang một bên được không? Nếu bạn muốn giá tốt hơn của một sản phẩm, hãy gửi đường dẫn của cửa hàng bán rẻ hơn và nói với nhân viên bán hàng rằng: "Em bán với giá như bên này cho chị được không?" Khi nào thì có giảm giá? Tôi thấy có nhiều vết bẩn ở đây. Nhiều thế này có được trừ tiền không? Càng nhiều người muốn tiền của bạn, nó càng có giá trị. Nếu bạn muốn đi vay tiền ngân hàng, phải ăn mặc thật đẹp, thật sang, rủ ba người bạn ăn mặc đồng phục công ty tới ngân hàng và nói với ý người ta rằng: "Hãy mang những đồng tiền tồi tệ của các anh, tránh xa tôi ra." Đây là bí quyết của Burt Lenz về việc thu nhận tiền bạc. Ông là giám đốc ngân khố liên bang tổng thống Jimmy Carter. Bằng cách sử dụng chiêu này, ông ta đã vay được 381 khoản vay từ 41 ngân hàng. Tổng số cho vay trên 20 triệu đô la. Bạn nghĩ xem, tại sao ngân hàng lại cạnh tranh với nhau để cho ông Lenz mượn những khoản tiền khổng lồ đó? Những tài liệu in ấn có sức mạnh, có quyền hành. Người ta quen đánh giá những chữ in tài liệu tấm biển với một sự kính sợ. Khi họ mang những chuyên gia đến giải thích, hãy mang những chuyên gia gấp đôi lần kinh nghiệm để đàm phán với họ. Trong trường hợp bạn đơn giản chỉ cần nói "tôi không hiểu" với một ngôn ngữ lịch sự, kiên nhẫn, ông có thể giải thích với ngôn ngữ bình thường được không? Khi bạn mua một chiếc xe mới và cần đàm phán, hãy đọc Blue Book, một cuốn sách gợi ý, hướng dẫn nói chuyện với những người mua loại xe đó, hỏi thợ sửa xe đã mua loại xe này trước đó. Nếu bạn không hiểu điều gì hoặc điều gì đó khó đàm phán, một vấn đề mang tính nhạy cảm, định lượng như giá cả, lãi suất, vân vân.